Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm một video để chứng minh thực tế trong cuộc sống khi mà chúng ta sử dụng điện thoại nó nguy hiểm như thế nào các bạn. Và video này nó trực quan và các bạn sẽ thấy được thực tế luôn. Thì mình được hay khuyên là không nên sử dụng điện thoại khi mà đang sạc như thế này. Ví dụ đang cắm sạc vào ổ cắm điện và xài thì nó nguy hiểm. Nhưng mà chỉ nói vậy thôi, không có bằng chứng. Cho nên hôm nay mình sẽ làm clip này để chứng minh cho các bạn biết là nó nguy hiểm ở chỗ nào nhé. Đấy thì mình sẽ dùng một cái bút thử điện, bút dò điện mà do mình chế. Nhưng bạn nào mà đã mua cái bút này của mình á, thì có thể lấy ra để test cùng với mình trong clip này luôn. Ở đây là điện thoại đang cắm điện đó các bạn. Thì đang xài nhé. Các bạn xem nè, đang sạc nhé. Rồi em cầm tay lên thì bạn sẽ xem nè, điện nó sẽ nhịp, nó sáng lên, thấy không các bạn? Thôi là nó sẽ sáng, nó nhịp điện ở tay. Điện thoại cũng vậy, thấy chưa? Kể cả đường dây này nó có điện nè, thấy không các bạn? Rồi ok, mình sẽ chạm vào tay nhá, chạm tay và mình rút cái ổ cắm điện ra này các bạn. Rút lại xíu. Đây, rút ra thì nó sẽ tắt, thấy không? Cắm lại thì đèn sáng. Thì đó là chứng tỏ khi mà mình cắm điện thoại như vậy, cái dòng điện nó sẽ có một cái luồng điện từ trường, nó bao quanh sợi dây và lên điện thoại nó cũng bao quanh luôn, nó tỏa khắp người. Thì khi mấy dòng điện nó đi vào cơ thể, chúng ta không có cảm nhận được, nhưng mà nó rất nguy hiểm đến sức khỏe. Đặc biệt đối với người nam á, thì sẽ gây yếu sinh lý và có thể gây đến vô sinh. Đây là lý do tại sao mà tất cả các cái trạm biến áp các bạn, thì những ai mà vào đó làm á, thì phải có yêu cầu đó là đã có gia đình và đã có con. Còn nếu mà chưa thì người ta sẽ không có nhận. Và khi mà đã có gia đình, đã có con mà muốn làm á, thì phải ký một cái biên bản chấp nhận là sau một thời gian sẽ bị vô sinh như vậy và không có chịu trách nhiệm về sau nữa. Đó là cái dòng điện từ trường nó cực kỳ nguy hiểm. Cho nên mình hy vọng clip này, sau clip này các bạn sẽ không có sử dụng điện thoại trong lúc đang sạc như vậy. Nó nguy hiểm bởi vì nó sẽ quá tải và sẽ gây nổ điện thoại là một phần. Nhưng phần đó ít, nhưng mà cái phần vô tình nhất, vô hình nhất mà khó nhìn thấy được, đó là dòng điện nó đi truyền vào người và sẽ gây hại sức khỏe. Đây là về điện thoại. Còn về tivi và máy quạt như thế nào, mình sẽ test cho các bạn xem luôn nhé. Đây là mình sẽ cắm điện cho cái nguồn tivi của mình. Rồi các bạn sẽ xem cái tivi. Đây là tivi LED thôi. Thì mức độ nhiễm điện nó khi mà mình chưa có bật màn hình tivi là như thế nào nhé các bạn. Đây là mình sẽ cắm điện cho cái nguồn tivi của mình. Rồi các bạn sẽ xem cái tivi. Đây là tivi LED thôi. Thì mức độ nhiễm điện nó khi mà mình chưa có bật màn hình tivi là như thế nào nhé các bạn. Đây là tivi Sony Bravia của mình. Thấy các bạn xem này, khoảng cách mới gần tới đây nó đã sáng nữa các bạn. Đây nha. Này thấy không, mới đưa gần tới tivi là đèn đã sáng rồi. Các bạn thấy không? Thì các bạn sẽ xem cái khoảng cách này. Khoảng cách này là 40 cm. Đấy bạn xem. Thấy chưa? 40 cm bắt đầu là nhiễm điện rồi. Và càng vào gần thì đèn càng sáng. Độ sáng nó tăng lên dần dần. Đấy, thì như vậy tivi, nếu chúng ta sử dụng điện, cắm điện liên tục mà chúng ta không có rút điện ra khi mà không có xài á, thì nó vẫn có một cái luồng điện từ trường, nó phóng xạ ra khoảng tầm 40 cm để cho luôn luôn có trong này. Thì khi nếu như vậy á, mà chúng ta tiếp xúc gần tivi thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nha. Rồi còn đây là tiếp theo là tới cái máy quạt nó như thế nào nha. Và video này các bạn sẽ được chứng minh rằng cắm cái quạt theo chiều nào nó sẽ tốt
nhớ các bạn. Ok, cái này ít ai biết lắm nhưng mà sau video này các bạn sẽ biết. Đây, bây giờ mình sẽ chứng minh cái quạt là mình cắm theo chiều nào thì nó sẽ đảm bảo sức khỏe, còn cắm theo chiều nào nó sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe. Tại vì các bạn nếu mà để ý thì các bạn sẽ thấy là nếu ngủ mà bật quạt thì các bạn thấy sẽ người mệt mỏi sau buổi sáng thức dậy đấy. Thì ở đây mình sẽ cho mấy quạt nó quay nè các bạn, cho quạt quay nhá, và các bạn sẽ xem. Thấy không, mình đang đứng đây nè, mình đưa gần thì đèn nó sáng nè, thấy không các bạn? Thấy chưa, càng tới gần là sáng, càng chạm vào thì càng sáng hơn nữa, thấy không? Đó, nếu khoảng cách là khoảng tầm 30 cm. Rồi, nếu mà mình đang cắm chiều này, mình tắt quạt đi. Bây giờ quạt tắt này thì mình đưa cái bút tới gần á thì nó vẫn không có sáng, nhưng mà khi chạm vào này thì nó mới sáng ít thôi. Thì chứng tỏ khi mà chúng ta cắm đúng chiều âm dương của cái quạt á thì khi mà máy quạt quay nó sẽ tỏa ra cái dòng điện từ trường. Còn khi mà không 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 bật quạt á thì dòng điện từ trường nó triệt tiêu, nó chỉ chạm mà chỉ hiện hữu trong các khung sắt này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đổi chiều của ổ cắm nha, đổi chiều ổ cắm này, đổi chiều ổ cắm thì các bạn xem nó khác nhau nha. Đổi chiều ổ cắm thì mình chưa cần bật quạt đâu, nhưng đưa tới gần này đèn nó là sáng rồi các bạn. Thấy không, khi mà để đổi chiều ổ cắm thì như vậy á, cái quạt mà chúng ta cắm không đúng cộng trừ, đúng không, thì nó luôn có một dòng điện từ trường nó phát ra đó. Và bây giờ mình sẽ bật thử tiếp cho nó quay, thì dòng điện từ trường nó vẫn hạn chế, nó hạn chế rất là nhiều, đúng không các bạn? Đó, nó rất kỳ lạ, khoảng cách nó gần này, nó gần, thấy không? Còn lúc này á mình sẽ đổi chiều chiều khác đây thì nó sẽ là sáng xa hơn, nó mạnh hơn, thấy chưa, nó mạnh hơn rất là nhiều. Điều này chứng tỏ nếu mà các bạn cắm cái quạt theo một chiều nào đó nhất định thì cái luồng điện từ trường nó phóng xạ ra rất là thấp thì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe ít hơn. Còn nếu mà chúng ta cắm cái chiều mà có dây dương nó ra ngoài này thì từ trường nó phản xạ nhiều hơn và gây nguy hiểm nhiều hơn cho sức khỏe. Mình hy vọng clip này sẽ một phần nào đó để giúp cho các bạn nhìn nhận rõ hơn các cái mức độ nguy hiểm của các đồ điện khi mà chúng ta sử dụng nó thế nào. Rồi, các bạn thấy clip hay tặng một like nhé và nhớ chia sẻ bạn bè các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Chào các bạn.